Chúng ta được nghe nói có hơn 108 luân xa trong cơ thể con người, không phải là quan điểm truyền thống hoặc được chấp nhận rộng rãi trong nhiều truyền thống tâm linh cổ xưa vốn khởi nguồn cho khái niệm về luân xa và được biết nhiều trong Ấn Độ giáo và Phật giáo. Trong những truyền thống này, thường có 7 luân xa chính được coi là trung tâm năng lượng chính trong cơ thể. Tuy nhiên, trong một số cách giải thích về luân xa gần đây và thời đại mới, người ta cho rằng có rất nhiều luân xa nhỏ hoặc điểm năng lượng trên khắp cơ thể, lên tới hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn. Những luân xa nhỏ này được cho là có vai trò nhỏ hơn trong dòng năng lượng và thường liên quan đến các huyệt đạo cụ thể, cùng dây thần kinh hoặc các đặc điểm giải phẫu khác. Điều cơ bản là khái niệm về các luân xa bổ sung ngoài 7 luân xa chính không được chấp nhận rộng rãi và không có bằng chứng khoa học. Sự hiểu biết cũng như các thông tin hoặc nguồn về luân xa và trung tâm năng lượng có thể rất khác nhau giữa các cá nhân và truyền thống tâm linh khác nhau. Nếu ai muốn khám phá khái niệm về luân xa với tinh thần cởi mở và có thể thấy rằng các nguồn và thực tiễn khác nhau có cách giải thích và niềm tin khác nhau về số lượng và tầm quan trọng của luân xa, hãy chắc rằng đây một cuộc hành trình cá nhân của bạn về chủ đề này nhé. Luân xa là các trung tâm hoặc điểm năng lượng trong cơ thể được cho là có vai trò quan trọng đối với sức khỏe thể chất, tinh thần của chúng ta. Khái niệm luân xa bắt nguồn từ truyền thống Ấn Độ cổ đại, đặc biệt là trong Ấn Độ giáo và sau đó được áp dụng vào các thực hành tâm linh khác, bao gồm Phật giáo và tâm linh thời đại mới. Dưới đây là tổng quan về 7 luân xa chính, đặc điểm và ý nghĩa của chúng. 1. Luân xa gốc, Mulada. Luân xa gốc, còn được gọi là luân xa Mulada, là luân xa đầu tiên trong 7 luân xa chính trong cơ thể con người theo truyền thống Ấn Độ giáo và yoga. Nó thường được coi là luân xa nền tảng và gắn liền với các khía cạnh của sự ổn định, an ninh và sinh tồn. Vị trí, gốc cột sống, đáy chậu, nằm ở chân cột sống, gần đáy chậu và được kết nối với xương cục hoặc xương cục. Màu đỏ là màu chính liên quan đến luân xa gốc. Màu đỏ tượng trưng cho sức sống, sức mạnh và sinh lực. Đất là nguyên tố gắn liền với luân xa gốc. Nó tượng trưng cho sự vững chắc, nền tảng và nền tảng vững chắc. Ý nghĩa, luân xa gốc tượng trưng cho cảm giác ổn định, vững vàng và những nhu cầu sinh tồn cơ bản. Nó gắn liền với cảm giác an toàn bắt nguồn từ thế giới vật chất. Luân xa gốc là trung tâm của năng lượng tiếp đất, gắn với thế giới vật chất và mang lại cảm giác ổn định. Luân xa này chi phối các nhu cầu sinh tồn cơ bản của chúng ta, bao gồm thức ăn, nơi ở, sự an toàn và sức khỏe thể chất. Mang lại cảm giác an toàn và thân thuộc. Luân xa gốc nếu được cân bằng sẽ nuôi dưỡng cảm giác tự tin và mạnh mẽ. Cũng giống như một cái cây cần rễ khỏe để phát triển cao lớn, luân xa gốc cung cấp nền tảng cho sự phát triển cá nhân, cả về thể chất và tinh thần. Nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể, đặc biệt là lưng dưới, chân, bàn chân và hệ thống miễn dịch của bạn đấy. Và nếu chúng ta mất cân bằng ở luân xa gốc thì thế nào sẽ có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, như cảm giác bất an, lo lắng và thiếu ổn định. Các triệu chứng có thể cho thấy như đau lưng dưới, các vấn đề về hệ thống miễn dịch và các vấn đề về tiêu hóa. Mặt khác, nếu luân xa gốc hoạt động quá mức có thể dẫn đến chủ nghĩa duy vật quá mức, biểu hiện như lòng tham và nỗi ám ảnh về sự an toàn. Cho nên việc cân bằng luân xa gốc là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nha, giúp chúng ta cảm thấy vững vàng hơn, an toàn hơn và kết nối với thế giới vật chất hơn, cũng như một nền tảng vững chắc cho sự phát triển tinh thần và cá nhân hơn nữa. 2. Luân xa sacro, còn được gọi là luân xa svadhisthana, là luân xa thứ hai trong 7 luân xa chính trong cơ thể con người theo truyền thống Ấn Độ giáo và yoga. Luân xa xương cùng có liên quan đến cảm xúc, sự gợi cảm và sự sáng tạo. Nó chi phối khả năng trải nghiệm niềm vui, đón nhận sự thay đổi và hình thành các mối quan hệ lành mạnh của chúng ta. Luân xa xương cùng nằm ở vùng bụng dưới, cách rốn khoảng 2 inch và thường liên quan đến đám rối thần kinh cùng và gắn liền với nhiều khía cạnh khác nhau của sự sáng tạo, cảm xúc, nhục dục và các mối quan hệ giữa các cá nhân. Màu chính liên quan đến luân xa xương cùng là màu cam. Màu sắc rực rỡ này tượng trưng cho sức sống, sự sáng tạo và biểu hiện cảm xúc. Nước là nguyên tố gắn liền với luân xa xương cùng. Giống như dòng nước chảy, luân xa này gắn liền với cảm xúc và khả năng thích ứng. Luân xa xương cùng là trung tâm của năng lượng sáng tạo, mang tính nghệ thuật và đổi mới, khả năng giải quyết vấn đề bằng sự sáng tạo. Nó chi phối trải nghiệm cảm xúc của chúng ta và ảnh hưởng đến khả năng xử lý nhục cảm và khoái cảm. Luân xa này thể hiện mạnh về những trải nghiệm nhục dục, niềm vui và việc tận hưởng những khoảnh khắc đơn giản và tươi đẹp trong cuộc sống chúng ta. Luân xa xương cùng đóng một vai trò trong 51 sắc thái tình dục, ham muốn và các mối quan hệ tình dục của một người và hệ thống sinh sản. Nó liên quan đến khả năng của chúng ta trong việc hình thành các kết nối có ý nghĩa với người khác, tham gia vào các mối quan hệ lành mạnh và thiết lập các mối liên kết tình cảm. Vậy nếu lỡ mất cân bằng ở luân xa xương cùng thì sao? Rõ ràng việc bị tắc nghẽn có thể biểu hiện như mất ổn định về cảm xúc, thiếu sáng tạo, rối loạn chức năng tình dục và khó hình thành các mối quan hệ có ý nghĩa, các vấn đề về sinh sản, đau lưng dưới và các vấn đề về tiết niệu.
thế nên cân bằng luân xa xương cùng và chữa lành là điều quan trọng để có được sức khỏe tổng thể và đời sống tình cảm hài hòa nhé mọi người. Nó giúp chúng ta khai thác tối đa tiềm năng sáng tạo của mình, trải nghiệm sự hài hòa về cảm xúc và nuôi dưỡng các mối quan hệ lành mạnh, những thú vui của cuộc sống, sự gợi cảm và sáng tạo tuyệt vời. Ông mặt trời. Ba luân xa plexus mặt trời, còn được gọi là luân xa manipura, là luân xa thứ ba trong 7 luân xa đám rối thái dương gắn liền với sức mạnh cá nhân, sự tự tin và lòng tự trọng. Nó ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định, đặt mục tiêu và hành động của chúng ta. Luân xa đám rối thái dương nằm ở vùng bụng trên, ngay dưới lồng ngực, xung quanh khu vực đám rối thái dương. Màu chính liên quan đến luân xa plexus mặt trời là màu vàng, tượng trưng cho sự tự tin, giá trị bản thân và tinh thần minh mẫn. Lửa là nguyên tố gắn liền với luân xa plexus mặt trời, đại diện cho sự biến đổi, trao quyền và năng lượng của ý chí. Luân xa manipura là trung tâm của sức mạnh cá nhân, sự tự tin và sự quyết đoán. Nó ảnh hưởng đến khả năng hành động và đưa ra quyết định của chúng ta. Luân xa này chi phối lòng tự trọng và giá trị bản thân, giúp mọi người có ý thức lành mạnh về bản thân và giá trị cá nhân. Nó gắn liền với sức mạnh nội tâm, sự quyết tâm và khả năng vượt qua thử thách như vượt lên chính mình đó các bạn. Luân xa plexus mặt trời là luân xa của sự biến đổi và thay đổi. Nó giúp ích trong quá trình phát triển cá nhân và hoàn thiện bản thân, nghe tuyệt cú mèo đúng không nào? Nó còn được liên kết với các cơ quan tiêu hóa và đóng vai trò trong khả năng xử lý và đồng hóa các chất dinh dưỡng của cơ thể nữa đó. Thế việc mất cân bằng ở luân xa đám rối mặt trời làm lòng tự trọng thấp, thiếu tự tin, cảm giác bất lực và khó đưa ra quyết định. Các biểu hiện cụ thể tùy vào mỗi người như về tiêu hóa, dạ dày hay căng thẳng ở vùng bụng. Do vậy việc cân bằng luân xa plexus mặt trời là điều cần thiết để phát triển ý thức mạnh mẽ về bản thân, sự tự tin và khả năng hành động của chúng ta đấy mọi người ạ. Cân bằng luân xa plexus mặt trời có thể giúp chúng ta kiểm soát cuộc sống của mình, đưa ra quyết định tự tin và nắm lấy sức mạnh bên trong cũng như giá trị bản thân. Nó thể hiện mũi tên quyết tâm mạnh mẽ ngang. 4. Luân xa tim, Anahata, vị trí, giữa ngực, gần tim. Màu sắc, xanh lục, đôi khi có màu hồng. Nguyên tố, không khí. Ý nghĩa, luân xa tim, còn được gọi là luân xa Anahata, là luân xa thứ tư trong 7 luân xa chính, là trung tâm của tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự tha thứ. Nó chi phối khả năng của chúng ta trong việc hình thành mối liên hệ sâu sắc với người khác, thể hiện sự đồng cảm và trải nghiệm tình yêu thương vô điều kiện. Luân xa tim nằm ở giữa ngực, gần tim. Màu chính liên quan đến luân xa tim là màu xanh lục hay xanh lá cây, đôi khi có màu hồng. Màu xanh lá cây tượng trưng cho tình yêu, sự chữa lành và tăng trưởng, trong khi màu hồng tượng trưng cho tình yêu vô điều kiện. Khí là nguyên tố gắn liền với luân xa tim, đại diện cho sự tự do, hơi thở và khả năng kết nối với người khác. Luân xa tim là trung tâm của tình yêu, lòng trắc ẩn và tình cảm, chi phối khả năng cho và nhận tình yêu của chúng ta, cho cả bản thân và người khác. Và gắn liền với sự đồng cảm, thấu hiểu cũng như khả năng cảm nhận và chia sẻ cảm xúc của người khác. Luân xa này ảnh hưởng đến sự cân bằng cảm xúc, sự bình yên và hòa hợp bên trong. Nó duy trì sự cân bằng trong các mối quan hệ và những trải nghiệm trong cuộc sống. Vậy nên nó cũng được biết đến như sự gắn liền với việc chữa lành cảm xúc và tinh thần, vì nó khuyến khích sự tha thứ, chấp nhận và buông bỏ những tổn thương trong quá khứ. Một vai trò quan trọng trong việc hình thành các mối quan hệ có ý nghĩa, yêu thương và nuôi dưỡng với người khác. Điều này bao gồm các mối quan hệ lãng mạn, gia đình và thuần khiết. Khi luân xa tim bị mất cân bằng hoặc bị tắc nghẽn cho thấy khó thể hiện tình yêu, hay giữ mối hận thù, luôn cảm thấy bị cô lập hoặc mất kết nối với người khác và trải qua nỗi đau về mặt cảm xúc. Các triệu chứng liên quan đến tim, hô hấp và căng thẳng ở ngực và vai. Cân bằng luân xa tim là điều không thể thiếu để nuôi dưỡng tình yêu, lòng trắc ẩn và cảm xúc hạnh phúc. Cân bằng luân xa tim mang đến những kết nối sâu sắc hơn với người khác, chữa lành cảm xúc và cảm giác bình yên nội tâm, cho phép mọi người yêu và được yêu vô điều kiện, thúc đẩy các mối quan hệ hài hòa và hạnh phúc về mặt cảm xúc. Luân xa cổ họng, còn được gọi là luân xa Visuddha, là luân xa thứ 5 trong 7 luân xa chính gắn liền với khả năng giao tiếp, thể hiện bản thân và tính xác thực. Nó ảnh hưởng đến khả năng bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta một cách rõ ràng và trung thực. Luân xa cổ họng nằm ở vùng cổ họng, gần gáy. Màu cơ bản liên quan đến luân xa họng là màu xanh lam, xanh da trời. Ether là nguyên tố gắn liền với luân xa cổ họng. Nó đại diện cho không gian diễn ra giao tiếp và thể hiện bản thân. Luân xa cổ họng là trung tâm của giao tiếp, bao gồm cả lời nói và chữ viết, thể hiện khả năng diễn đạt suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc một cách rõ ràng và chân thực. Luân xa này gắn liền với sự thể hiện bản thân dưới mọi hình thức, bao gồm cả nghệ thuật và sáng tạo độc đáo của mọi người đấy. Luân xa họng thể hiện tính xác thực và trung thực, nói lên sự thật và lối sống phù hợp với từng giá trị của từng người. Nó cũng liên quan đến việc lắng nghe tích cực, một khía cạnh thiết yếu của giao tiếp hiệu quả, và thường ai cũng muốn có cho mình một người có thể chia sẻ và lắng nghe những tâm tư của mình đúng không nào? Nếu luân xa cổ họng bị mất cân bằng hoặc bị tắc nghẽn thì sẽ khó thể hiện bản thân, sợ nói trước đám đông, các vấn đề liên quan đến cổ họng và cảm giác không được nghe hoặc hiểu. Các triệu chứng có thể bao gồm đau họng, khàn giọng hoặc các vấn đề về tuyến giáp. Cân bằng luân xa cổ họng có thể giúp chúng ta giao tiếp rõ ràng, chân thực và tự tin, bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách hiệu quả, thúc đẩy sự hiểu biết và kết nối tốt hơn với người khác. Luân xa con mắt thứ ba, còn được gọi là luân xa Ana, là luân xa thứ 6 trong 7 luân xa chính liên quan đến trực giác, sự sáng suốt và nhận thức.
Nó chi phối khả năng tiếp cận trí tuệ bên trong, đưa ra quyết định và nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn của chúng ta. Luân xa con mắt thứ ba nằm ở trán, giữa và hơi phía trên lông mày, ở khu vực thường được gọi là con mắt thứ ba. Màu sắc liên quan đến luân xa con mắt thứ ba là màu chàm hoặc xanh đậm, tượng trưng cho trí tuệ, trực giác và tầm nhìn bên trong chúng ta. Ánh sáng là nguyên tố gắn liền với luân xa con mắt thứ ba, là sự soi sáng và thấu hiểu cũng như ánh sáng bên trong của ý thức. Luân xa Ana là trung tâm của trực giác, sự sáng suốt và trí tuệ bên trong, giúp lắng nghe sự hướng dẫn bên trong và tin tưởng vào bản năng của mỗi người. Nó gắn liền với nhận thức cao hơn và khả năng nhìn xa hơn thế giới vật chất hay nhận thức những năng lượng tinh tế và sự thật tâm linh. Luân xa con mắt thứ ba tạo điều kiện cho sự kết nối sâu sắc hơn với bản thân cao hơn và các chiều không gian tâm linh cao hơn của một người. Nó gắn liền với sự phát triển tâm linh và sự giác ngộ. Luân xa này thúc đẩy tinh thần minh mẫn, sự tập trung và khả năng nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn, đưa ra những quyết định từ trí tuệ bên trong. Một số biểu hiện với liên kết luân xa con mắt thứ ba như khả năng thấu thị và thần giao cách cảm. Khi luân xa con mắt thứ ba bị mất cân bằng cho thấy thiếu sự rõ ràng, không tin vào trực giác của mình, cảm thấy bị ngắt kết nối với các trải nghiệm tâm linh và gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Các triệu chứng như đau đầu, các vấn đề về mắt và rối loạn giấc ngủ. Việc cân bằng luân xa con mắt thứ ba để phát triển trực giác, đạt được cái nhìn sâu sắc và nâng cao nhận thức tâm linh cũng như trí tuệ cao hơn của chúng ta là điều cần thiết nhen mọi người. Luân xa vương miện, còn được gọi là luân xa Sasa, là luân xa chính thứ bảy, luân xa đỉnh đầu tượng trưng cho sự kết nối tâm linh, sự giác ngộ và ý thức vũ trụ. Nó gắn liền với các trạng thái nhận thức cao hơn, trí tuệ thần thánh và cảm giác thống nhất với vũ trụ. Luân xa vương miện nằm trên đỉnh đầu, thường được mô tả là hoa sen nghìn cánh hoặc vầng hào quang rực rỡ. Màu sắc của luân xa vương miện là màu tím hoặc trắng, tượng trưng cho sự tinh khiết, sự thức tỉnh tâm linh và ý thức thiêng liêng. Nguyên tố của luân xa vương miện thường được coi là ý thức thuần túy hoặc nhận thức thuần túy, vượt qua các yếu tố truyền thống là đất, nước, lửa, không khí và ether. Luân xa Sasa là trung tâm của kết nối tâm linh và ý thức thiêng liêng. Nó đại diện cho sự kết nối của chúng ta với vũ trụ, các cõi cao hơn và thần thánh. Nó gắn liền với sự giác ngộ, tự nhận thức và theo đuổi chân lý tối thượng, khuyến khích từng cá nhân tìm kiếm sự phát triển tinh thần và khám phá bản thân. Luân xa này nuôi dưỡng cảm giác thống nhất với tất cả sự tồn tại. Nó vượt qua bản sắc cá nhân và sự tách biệt. Luân xa vương miện có liên quan đến việc tiếp cận trí tuệ thần thánh và kiến thức cao hơn, là nơi chứa đựng chân lý phổ quát và sự hiểu biết về vũ trụ, cho phép các cá nhân vượt qua những giới hạn của thế giới vật chất và trải nghiệm bản chất vô biên của ý thức. Ảnh hưởng khi luân xa vương miện bị mất cân bằng là cảm giác bị ngắt kết nối với các trải nghiệm tâm linh, thiếu mục đích hoặc ý nghĩa trong cuộc sống. Các triệu chứng thường thấy như đau đầu hoặc các vấn đề về thần kinh. Như vậy, việc cân bằng luân xa vương miện là điều cần thiết cho sự phát triển tâm linh, giác ngộ và kết nối sâu sắc với ý thức vũ trụ nha mọi người. Chúng ta có thể dễ dàng tìm hiểu một số thực hành và kỹ thuật có thể giúp ích cho các luân xa phổ biến rộng rãi trên YouTube hoặc các diễn đàn khác, nhưng cũng cần có những chọn lọc phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện từng người hen. Thiền giúp tập trung vào năng lượng của từng vị trí của mỗi luân xa. Các tư thế yoga tập trung vào từng vùng của cơ thể tương ứng với từng luân xa giúp kích hoạt và cân bằng mỗi luân xa của chúng ta. Thực hành luật hấp dẫn một cách tích cực như lặp lại những khẳng định liên quan đến sự kết nối tâm linh và sự giác ngộ như tôi là một với vũ trụ hoặc tôi được kết nối với trí tuệ thần thánh. Kết hợp với pha lê hay những tinh thể gắn liền với luân xa, như việc đặt những tinh thể này trên hoặc gần vùng luân xa có thể giúp cân bằng năng lượng của nó. Thông tin cụ thể cho những hình thức thiền, yoga, các khẳng định cho luật hấp dẫn hay từng loại pha lê cho từng vùng luân xa sẽ được cập nhật ở những video sau, nên mọi người nhớ theo dõi nha. Cảm ơn mọi người nè. Đừng quên, nếu mọi người có các loại tinh dầu như trầm hương, nhựa thơm và hoa oải hương được cho là có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh bằng luân xa vương miện và các loại tinh dầu khác giúp ích cho từng vùng luân xa khác nhau. Chúng ta cũng có thể sử dụng các loại tinh dầu này trong máy khuếch tán hoặc pha loãng để thiền. Hiện nay có rất nhiều các hoạt động hoặc tổ chức để chúng ta có thể tham gia các thực hành tâm linh tập thể như cầu nguyện, chiêm nghiệm và những nghi lễ phù hợp với hệ thống tín ngưỡng của từng người, cũng như tham khảo ý kiến của những người chữa lành bằng năng lượng hoặc một chuyên viên toàn diện chuyên về nghiên cứu và chữa bệnh bằng luân xa để giải quyết sự mất cân bằng trong luân xa. Cân bằng luân xa vương miện rất cần thiết vì dẫn đến cảm giác sâu sắc về kết nối tâm linh, sự giác ngộ và sự hiểu biết sâu sắc về mối liên kết giữa mọi sự sống. Nó cho phép các cá nhân trải nghiệm những trạng thái ý thức cao nhất và vượt qua những giới hạn của thế giới vật chất. Những phương pháp cân bằng và hài hòa của các luân xa này được cho là góp phần mang lại sức khỏe và hạnh phúc tổng thể, trong khi sự tắc nghẽn hoặc mất cân bằng ở các trung tâm năng lượng này có thể dẫn đến các vấn đề về thể chất hoặc cảm xúc. Nhắc lại, điều mà chúng ta cần lưu ý là mặc dù các luân xa đóng một vai trò quan trọng trong nhiều truyền thống tâm linh và toàn diện, nhưng sự tồn tại và tác động của chúng không được chấp nhận rộng rãi hoặc được chứng minh một cách khoa học. Trên hết, nó phụ thuộc rất nhiều về niềm tin và sự thực hành của cá nhân.